Xin chào tất cả các quý vị. Lời đầu tiên thì cho Lan được cảm ơn đến tất cả các anh chị em đã ghé thăm kênh YouTube Lan Nguyễn TV của Lan. Ngày hôm nay Lan trở lại với tất cả các anh chị em trong cộng đồng với một cái video. Cái video này thì cũng liên quan tới cái video trước của Lan. Tức là khi Lan đưa ra một cái video về cái vấn đề là nói về cái vấn đề văn hóa chửi, thì Lan cũng được các anh chị em có rất nhiều ý kiến, comment. Lan ghi nhận tất cả và cảm ơn các anh chị đã đóng góp ý kiến. Và Lan có hứa là Lan sẽ làm việc cùng với chị Master Vui Vẻ và làm việc cùng với chị Nguyễn Phương Hằng để làm sao mà giúp cho cái lẽ phải nó luôn luôn được bảo vệ. Thế thì ngày hôm nay Lan muốn đem đến với các quý vị mấy cái vấn đề. Cái vấn đề đầu tiên là Lan muốn khẳng định một điều là ngày hôm nay chính thức là Lan cũng đã ủng hộ về việc chị Nguyễn Phượng Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên. Cái thứ hai nữa là Lan cũng muốn để làm sao mà cùng với chị Hằng để nhanh chóng giúp cho chị đạt được cái mục đích, tức là mọi việc sẽ ổn thỏa. Ông Võ Hoàng Yên có tội hay không có tội cũng sẽ sớm được đưa ra ánh sáng. Rồi tất cả các anh chị em nghệ sĩ cũng có những cái mà rõ ràng hơn. Những người nào có liên đới liên quan hay không thì hồi sau chúng ta sẽ có được những kết luận từ cơ quan điều tra. Cho đến ngày hôm nay thì mọi việc chúng ta cũng đã thấy đấy. Tức là nó đã đi đến cái đỉnh điểm của cái cơn phẫn nộ của chị Hằng. Thì cái một mình chị chống chọi lại với một cái thế lực cũng rất là lớn, đó là phía bên ông Võ Hoàng Yên. Thế đến ngày hôm nay thì Lan cũng muốn phân tích mấy cái điểm như thế này. Chắc chắn là sau cái video này Lan cũng sẽ nhận được những cái ý kiến thuận chiều cũng như trái chiều, nhưng cái đấy Lan không ngại, bởi vì Lan dám nói, dám làm và Lan dám chịu trách nhiệm với tất cả những cái điều Lan sẽ nói. Thế thì ngày hôm nay Lan muốn phân tích để cùng với anh chị em nhìn nhận mọi vấn đề và để chúng ta giải quyết cái vấn đề này cùng với chị Nguyễn Phương Hằng. Cái việc đầu tiên là cái việc mà chúng ta phải khẳng định là trong cái cuộc chiến ồn ào giữa, ở đây thì tôi muốn nói đến là hiện nay là có ba phe. Cái phe thứ nhất là sẽ đứng về phía chị Nguyễn Phương Hằng để mà cùng với chị đưa ra ánh sáng bên tập đoàn lương y lừa đảo của Võ Hoàng Yên. Đấy là bên thứ nhất nhé. Thì hiện nay thì dân tình ủng hộ chị Hằng cũng rất là nhiều, và một vài YouTuber cũng đã ủng hộ chị Hằng. Nhưng tiếng nói mạnh mẽ nhất để ủng hộ chị Hằng có lẽ là kênh channel Master Vui Vẻ. Thì Lan cũng đã xem và Lan cũng thấy rằng chị Thu Hương cũng đã mạnh mẽ. Nhưng mà Lan cũng chỉ có muốn là chị bớt cái tục tĩu và cái sỉ nhục lại, thì Lan nghĩ rằng cái đấy rồi chắc anh em cộng đồng mạng cũng sẽ hiểu và thông cảm cho Lan. Nhưng mà cái việc chị Hương mạnh mẽ như vậy cũng có cái lý do của nó, thì Lan nghĩ cũng hợp lý thôi. Cái phe thứ hai là một số YouTuber đang ngồi phân tích, và những cái kênh mà Lan cho rằng có cái trọng lượng, có tiếng nói, dám nói và dám đối chọi thẳng với chị Hằng ấy, thì hiện nay là có Lan nổi bật, Lan thấy có ba kênh thôi. Một là cái kênh của chị Huỳnh Ngọc Thiên Hương. Lan sẽ phân tích từng kênh một. Cái kênh thứ hai là của hai cái anh, đó là anh Dũng và anh Quang. Trong đó thì có cả chị Hoa hậu Kim Trang đấy. Và một cái kênh YouTube thứ ba nữa là cũng hay nói về chị Nguyễn Phương Hằng, đó là kênh của diễn viên múa Michu Phạm Ngà. Thế thì về diễn viên múa Michu Phạm Ngà, tôi nói đầu tiên thì đây là một diễn viên múa của Việt Nam, và bạn này cái việc đầu tiên bạn ấy lên tiếng ấy, nó chắc chắn có lý do. Nhưng tôi khẳng định là Michu Phạm Ngà có cái lý của Michu Phạm Ngà nói cũng đúng. Mà nếu như đợt vừa rồi không có Michu Phạm Ngà thì diễn biến sự việc nó cũng sẽ đi theo một cái chiều hướng chưa chắc nó sẽ là như bây giờ.
Thì My chưa phạm ngà, việc đầu tiên thì bạn ấy là văn nghệ sĩ, bạn ấy là diễn viên múa. Cái việc thứ hai, bạn ấy là một bà đồng cựu, tức là bạn ấy có đi theo đạo mẫu. Và ngày hôm nay tôi cũng phải nói rằng tôi là một trong những bà đồng cựu đấy. Tôi cũng theo đạo mẫu, tôi cũng hầu đồng, tôi cũng trình đồng. Và tôi cũng phải cảm ơn bên cái linh thiêng của bên đạo mẫu, tức là bên thánh ấy. Là nếu như tôi không biết đến thánh thì có lẽ giờ này tôi cái bát mẻ không có mà ăn. Cho nên là có một câu trước khi tôi ra trình đồng, điện thầy của tôi có nói là có những người sạch sành xanh được manh áo đỏ. Cho nên cái đấy nó thuộc về tâm linh, ai tin thì theo, ai không tin thì thôi. Nhưng mà tôi thì tín, tôi tin và tôi đã theo hơn 20 năm nay. Và tôi đã thấy cuộc sống của tôi thay đổi. Thì đấy là bên về bên đạo mẫu, tức là bên thánh. Thì tôi nghĩ rằng chị My Chu Phạm Ngà cũng lên tiếng khách quan, bởi vì đợt vừa rồi có liên đới trong cái chuyện này với ông Võ Hoàng Yên là có nghệ sĩ Hoài Linh. Thì nghệ sĩ Hoài Linh là một ông đồng và có đền, có phủ, có nhà thờ tổ. Thế thì thường là chúng tôi là những cái thanh đồng với nhau ấy, thì đều bảo vệ đạo mẫu và đều một lòng tín thánh. Tức là chúng tôi có cái câu đi khấn này này: chúng con nhất tâm cửa Phật, thật tâm cửa thánh, không dám đơn sai. Và tôi cũng đã thường nói với các anh các chị của tôi là khi mà tôi vô thần vô thánh, tôi không biết, tôi cũng rất bất sang bang. Tôi kiếm được tiền bao nhiêu cũng tôi cũng bị lừa hết. Nhưng mà từ khi mà tôi ra trình đồng thì tôi cũng có được những cái mà nó kết quả tốt. Và đặc biệt là ngày xưa tính tôi nóng lắm. Tôi nói thật, tôi là người rất nóng tính, không dễ dịu dàng như bây giờ. Nhưng mà sau khi mà tôi đi theo tâm linh thì tôi thấy tính tình của tôi cũng khác hẳn. Thì cái đấy nó thuộc về mỗi người. Thì tôi phân tích My Chu Phạm Ngà là bên thánh, và cũng có hiểu biết về cái chuyện của chị Hằng. Và chắc chắn là một là người của bên ông Võ Hoàng Yên, hoặc là bên nghệ sĩ Hoài Linh bảo vệ về đạo mẫu. Thế thì riêng chị My Chu Phạm Ngà, tôi xem rất nhiều những cái video và tôi thấy là chị này chị giỏi lắm. Chị nói rất hay và chị cũng có những cái bằng chứng rất xác thực. Thì chị là một trong những cái kênh mà có một cái sức gọi là đả phá lại về phía bên chị Nguyễn Phương Hằng cũng rất mạnh. Nếu không có chị My Chu Phạm Ngà thì chắc chắn là câu chuyện nó cũng sẽ đi sang một cái hướng khác. Và cái kênh của anh Nam Quang Tiến Dũng ấy cũng là một cái kênh mà dám đáp thẳng, đối gọi là đối chọi với chị Nguyễn Phương Hằng ấy, là không sợ. Kể cả chị có chửi, chị có dập cũng không sợ, nói thẳng nói thật, không núp lùm. Và có một cái kênh thứ ba là kênh của chị Huỳnh Ngọc Thiên Hương. Mọi người cứ dự đoán là Huỳnh Ngọc Thiên Hương có phải là người nhà của ông Dũng Lò Vôi, hay là vợ bé vợ nhỏ gì của ông Dũng Lò Vôi. Nhưng mà tôi thì tôi lại nhận định như thế này: riêng cái kênh Huỳnh Ngọc Thiên Hương không phải đâu xa lạ, mà có lẽ là phía bên anh chị em ruột thịt của Nguyễn Phương Hằng. Mà cái người mà đứng ra nói ấy, thì không phải là người ruột thịt, nhưng có những thông tin của bên anh chị em ruột thịt về quá khứ của chị Nguyễn Phương Hằng. Và cái chị mà đang nói là gọi là hai lúa ấy, thì là cái người mà gọi là phát ngôn thôi. Thì cái kênh của Huỳnh Ngọc Thiên Hương tôi cho rằng là phía bên anh em ruột thịt của chị Nguyễn Phương Hằng, cho nên biết nhiều thông tin. Và chị Nguyễn Phương Hằng cũng có vẻ là nương tay hơn vào, và bên này người ta cũng chửi mạnh mồm hơn. Và còn một cái kênh nữa hay nói, nhưng mà kênh này thì tôi cho rằng là bên này thì anh ấy có thể là bản lĩnh anh ấy yếu, anh không dám chống chọi với chị Hằng đâu. Là anh Dương Trung Hiếu, thì anh Dương Trung Hiếu không có tầm ảnh hưởng, bởi vì anh chỉ gọi là ngồi anh ấy bàn luận thôi, chứ anh không dám công kích, không dám chỉ trích và cũng không dám đánh tay bo thẳng với chị Hằng. Thế thì hiện nay là còn ba cái kênh này là đang chống đối kịch liệt và có những cái tạt những cái mà làm cho chị hòng mong cho chị Nguyễn Phương Hằng sẽ bị mất uy tín, vì sợ cái mất uy tín, sợ mất danh dự, rồi sợ bị phơi bày những cái quá khứ. Cho nên là cũng chỉ mong làm sao cho chị Nguyễn Phương Hằng là bớt chửi bới lồng lộn và bớt có những cái mà truyền thông trên kênh YouTube vừa rồi. Tóm lại là muốn bịt miệng chị Nguyễn Phương Hằng. Thế thì bây giờ tôi mới phân tích như thế này này. Hiện nay cuộc chiến này tại thời điểm này đã hơn 3 tháng rồi.
Và kết quả tại thời điểm này thì chúng ta đều nhìn thấy là đúng, chị Nguyễn Phương Hằng là một người bản lĩnh, có đủ tâm, đủ tầm, đủ tài, đủ tiền để chiến đấu. Và tôi vẫn nghe chị Hằng nói là chị không cần phải luật sư, cũng không cần ai, chị sẽ chiến đấu một mình. Chị là tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao. Thì chúng ta thừa biết rằng chị rất tự tin, rất tự tin để chiến đấu trong cuộc chiến này. Cho dù bất cứ một thế lực nào chị cũng không sợ. Thì chúng ta phải hiểu một điều là chị Hằng, cho đến giờ phút này tôi phân tích cho các chị thấy là tại sao mà tôi hôm nay công khai đăng đàn là tôi ủng hộ chị Hằng, và tôi sẽ cùng tiếng nói với chị Hằng ngày hôm nay. Cho dù là tôi có thể sẽ bị ném đá nhưng tôi không sợ, bởi vì tôi cũng đã là một cái người thành đạt. Và tôi nói thật, thế lực của tôi thì riêng về chính quyền thì tôi không có phải lo gì, bởi vì con cháu nhà tôi văn phòng chính phủ đầy, tôi đố ra ai dám đụng đến tôi. Với chị Nguyễn Phương Hằng, trước khi để đánh cái trận này thì chúng ta không nói về quá khứ nhé. Ở đây tôi muốn nói rằng chúng ta phải có một cái khái niệm cho tôi như thế này này, thì nó sẽ rõ ràng ra vấn đề này. Cuộc đời của con người nó sẽ trải qua 3 giai đoạn: giai đoạn quá khứ, giai đoạn hiện tại và cái giai đoạn của tương lai. Là 3 thì đấy. Cái thì hiện, quá khứ, thì hiện tại là bây giờ chúng ta đang ngồi đây với nhau đang chiến đấu vào ngày hôm nay này. Quá khứ của những cái lần trước cũng không nói đến nữa. Và cái thì hiện tại của ngày hôm nay là lúc này không còn gì để mà kêu gọi nữa. Cũng như chị Nguyễn Phương Hằng thường nói là ngày xưa cần tiếng nói của anh chị em nghệ sĩ mà biết đến ông Võ Hoài Linh để cùng tiếng nói với chị Hằng, để nhanh chóng cho ông Võ Hoàng Yên thúc thủ. Thì lúc đấy là chị có kêu réo nào tên anh Hoài Linh này, Đàm Vĩnh Hưng này, và một số các anh em nghệ sĩ hải ngoại. Nhưng mà vì nghệ sĩ người ta có những cái lý do riêng, người ta không biết cái kiểu như thế nào, và người ta ngại cuộc chiến và người ta không lên tiếng. Thì đến giờ này đã bị chị Hằng chị vạch tả tơi rồi. Ví dụ như là Hoài Linh thì bây giờ có cái gì mà xấu xa nhất thì cũng đã bị phơi bày hết. Rồi là mọi người moi móc Hoài Linh, rồi hai bên fan của chị Hằng và fan của Hoài Linh cũng đã chỏa nhau. Và Hoài Linh bây giờ là tôi cho rằng anh ấy cũng đã không dám lên tiếng và anh đã im. Và tại thời điểm này thì có một người đại diện tôi thấy là hay đứng ra nói cho anh Hoài Linh, đó là cái bạn Gia Bảo, đây với danh nghĩa là con của Hoài Linh. Còn với cái cô ca sĩ Hà My thì tôi cũng bỏ qua một bên đi, bởi vì tôi cũng đồng quan điểm với chị Hằng là tôi chưa bao giờ tôi thấy báo đài nói rằng là anh Hoài Linh có vợ là chị Hà My, và cái cuộc tình đã qua thì tôi cũng cho vào dĩ vãng. Thế thì cái bên phía văn nghệ sĩ thì đợt vừa rồi chúng ta cũng thấy đấy, không đủ sức để mà cân với chị Hằng. Và chị cái cơn cuồng phong của chị Hằng là coi như giới văn nghệ sĩ gần như tơi tả, trong đó có nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, rồi đạo diễn Hoa Hạ, rồi là nghệ sĩ Hoài Linh và nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, là chị Hằng chị cân tất, chị không cần là biết đến là mọi người có tổn thương hay không tổn thương. Tức là lúc này đánh một sống một chết rồi, một sống một còn rồi. Tôi muốn tồn tại tôi phải hạ gục các anh. Bởi vì sao? Lý do, tí tôi phân tích lý do. Chị Hằng là một người chiến lược cực kỳ giỏi. Chị đánh địch và chị biết được địch ở cái chỗ nào. Và người ta có một cái câu là biết địch biết ta là trăm trận trăm thắng. Cái này tôi cho rằng chị Hằng đầu óc của chị siêu kinh khủng luôn. Chị biết cái thế lực mà chị đang phải đối đầu bây giờ là thế lực của ông Võ Hoàng Yên. Và đi theo Võ Hoàng Yên là gồm những cái chân rết nào để mà có thể bảo vệ được cho cái bức tường thành của ông Võ Hoàng Yên. Cho nên chị đã lên cái chiến lược đánh cực kỳ hay luôn, mà giờ này tôi thấy là khâm phục chị Hằng. Và tôi cho rằng chị Hằng chắc chắn chiến thắng, cho nên là trong cuộc chiến này là tôi sẽ đứng về những người chiến thắng và chính nghĩa. Thì thứ nhất, chị Hằng là một doanh nghiệp lớn, có tiền, có tâm, có tầm, có tài. Quá khứ của chị Hằng như thế nào không cần biết. Tôi nói xin lỗi các bạn, các cụ có câu rồi: đàn ông quan tắt thì chầy, chứ đàn bà quan tắt nửa ngày nên quan. Tức là không giàu mà lấy chồng giàu bỗng dưng thành giàu. Dù ngày xưa có đi làm thuê làm mướn, nhưng lấy chồng làm ông chủ một phát lên bà chủ. Thì mọi người có vạch ra những cái quá khứ của chị Nguyễn Phương Hằng như thế nào, thì quá khứ nó là của ngày hôm qua, và của ngày hôm qua không bao giờ lặp lại ngày hôm nay, đó là hiện tại. Tức là hiện tại chị Nguyễn Phương Hằng đã đường đường chính chính là bà chủ của khu du lịch Đại Nam, và là bà chủ của một khối tài sản cũng có số có má
có thể là trong danh sách những người giàu có của đất nước Việt Nam mình. Và hiện nay thì tôi cũng nhận thấy là chị Nguyễn Phương Hằng luôn luôn nói là yêu nước yêu dân, và chị tôi tin cái điều đó. Thế còn ví dụ doanh nghiệp các bạn muốn là đưa ra những cái bằng chứng để nhằm là đánh gục chị Hằng về uy tín, về kinh tế, rồi về danh dự, thì giờ này các bạn cũng đã lôi ra hết rồi. Và chị Nguyễn Phương Hằng bây giờ cũng đã chơi bài ngửa với nhau rồi, không còn gì để mất nữa. Và chị ấy nói rồi, tất cả mọi người có cái gì đưa ra hết đi, trai gái, rồi là quá khứ bán bia ôm, rồi bao nhiêu đời chồng, lôi ra hết đi, đã cùi rồi là không sợ lở. Tóm lại giờ có xấu hơn nữa thì cũng vẫn là Nguyễn Phương Hằng của hiện tại. Đẹp thì cũng không đẹp được hơn lên, mà xấu thì chắc chắn là nó cũng chỉ xấu đến thế thôi, lôi ra hết đi. Cho nên giờ này các bạn phải biết rằng tất cả những cái mũi dùi các bạn định đánh vào chị Nguyễn Phương Hằng đó là nó không còn tác dụng nữa, tức là lờn thuốc rồi. Cái lúc mà người ta sợ, nhưng mà bây giờ đã đánh cho người ta không còn gì để sợ nữa, thì chơi bài ngửa với nhau đi. Đấy, tôi thế đấy, tao thế đấy, muốn làm gì tao thì làm. Bây giờ đã gọi là sống chết, một sống một chết, một mất một còn, và coi như là gọi là bán mạng để làm, chơi khô máu, hết máu mà cho nước màu làm tiếp. Thì các bạn phải biết rằng là lúc này là cuộc chiến một mất một còn của chị Nguyễn Phương Hằng với tất cả những người đang muốn hạ gục chị trong cuộc chiến này. Thì tôi khách quan tôi nhận định tại thời điểm này chị Hằng không đối thủ. Thứ nhất là kể cả giới văn nghệ sĩ khi mà chưa bị trận chiến này thì chị Trịnh Kim Chi nói rằng là đụng vào tổ kiến lửa. Thì có thể là những thế lực khác đụng vào cái giới văn nghệ sĩ thì đúng là tổ kiến lửa thật, nhưng mà bây giờ thì tổ kiến lửa cũng đã bị chị Hằng chị xịt thuốc tan tác rồi, không ai dám lên tiếng. Bởi vì sao? Cùi không sợ lở, không còn gì để mất nữa. Và người ta nói rồi, vua thua thằng liều. Chị bây giờ là không những liều mà còn anh hùng nữa. Liều nhưng mà giỏi, giỏi nhưng mà có gan nữa. Thì nói thật là giống như là kiểu cảm tử quân ấy rồi, thì không 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 có đối thủ. Thế thì tại thời điểm này chị Nguyễn Phương Hằng, tôi cho rằng chị đã dẹp được cả những người mà ngày xưa chị muốn kéo về cho cùng tiếng nói, đấy là giới nghệ sĩ, những người nổi tiếng. Thì giờ này chị cũng đã tuyên bố là không cần nữa, không cần một ai ngồi cạnh chị nữa, và chị chiến đấu một mình luôn. Như vậy chúng ta phải thấy rằng rõ ràng là chị cân cả cái giới văn nghệ sĩ rồi. Văn nghệ sĩ bây giờ cũng không có thể nào mà chống chọi lại được. Đấy, ví dụ bây giờ hải ngoại có Nguyễn Cao Kỳ Duyên đến, đụng vào một cái chị cũng thổi bay luôn. Và bây giờ tôi có thể nói rằng là chị Nguyễn Phương Hằng không có đối thủ. Đối với bên văn nghệ sĩ, chị cũng không cần ai phải đồng hành, không cần ai phải lên tiếng nữa, một mình chị chiến đấu. Tiếp tục đến một kênh nữa là của kênh diễn viên múa Mi Chu Phạm Ngà, cũng muốn tấn công để làm sao cho chị Nguyễn Phương Hằng mất danh dự, mất uy tín, và chị có thể là vì sợ hãi xấu hổ chị có thể dừng lại. Nhưng giờ này thì tôi cho rằng tất cả những cái thông số nợ ngân hàng hay là nợ đối tác hoặc là vay mượn ngân hàng thì cũng không còn nghĩa lý gì với chị Hằng nữa. Bởi vì nếu như chứng minh khối tài sản thu bù chi, tức là lấy thu trừ đi chi và khối tài sản cố định trừ đi khối tài sản vay, thì chị Hằng vẫn là người có cái khối tài sản là dương rất lớn. Cho nên cái việc mà đưa ra những chứng cứ của ngân hàng rồi là đất đai thế chấp, bây giờ đối với chị Nguyễn Phương Hằng cũng không không là cái vấn đề gì làm cho chị run sợ nữa. Cho nên tất cả những cái thông tin từ diễn viên Mi Chu Phạm Ngà đối chị cũng không còn ý nghĩa để cho chị sợ nữa. Và một cái kênh tiếp nữa là cái kênh chị Hai Lúa. Thì ngày hôm qua tôi nghe rất kỹ chị Hai Lúa livestream, chị có nói rằng là tao vẫn sẽ livestream cho đến khi nào mà nó không chửi nữa thì thôi. Đây, tôi muốn phân tích về cái này. Thì phía về bên chị Hai Lúa ở kênh Huỳnh Ngọc Thiên Hương, tôi cho rằng đây có dính dáng đến anh em ruột thịt của bên chị Nguyễn Phương Hằng. Cho nên người ta cũng không sợ vì là anh em ruột mà. Và chị Nguyễn Phương Hằng cũng không dám mạnh tay. Nhưng mà tôi muốn phân tích để cho chị Huỳnh Ngọc Thiên Hương thấy này. Tất cả những cái mà chị đưa ra, nào là chửi cha mắng mẹ này, rồi là bao nhiêu đời chồng, bao nhiêu đứa con, không có quan tâm gì đến anh chị em. Thì trong cái buổi live stream của chị Nguyễn Phương Hằng, chị cũng đã tuyên bố là tôi bây giờ chỉ có 4 đứa con và chồng tôi là anh Huỳnh Uy Dũng. Còn tôi không có anh, không có chị, không có ai, tôi chỉ có một mẹ già tôi nuôi nốt nữa. Thì tất
cả những cái người mà nhân danh là anh là chị của Nguyễn Phương Hằng bây giờ đứng ra cũng chả có nghĩa lý gì nữa rồi. Chị cũng cân tất. Bây giờ có tạt thêm là ngày nhỏ nó xấu, nó chửi cha mắng mẹ, thì tôi nói là có thể là cãi cha cãi mẹ, hoặc là có những cái mà chửi giả cha mẹ thì có lẽ là rất nhiều người cũng mắc phải, chứ không phải riêng gì chị Nguyễn Phương Hằng của cái tuổi trẻ. Cãi để rồi mà mình đi làm theo những cái việc của mình, để mình có thể thực hiện được cái mong muốn của mình. Thì giờ này có đưa những cái tính xấu của chị Nguyễn Phương Hằng ra đối chị cũng không còn gì để mất nữa rồi. Ồ, tôi xấu đẹp có như thế thôi. Nhưng bây giờ đây này, đường đường chính chính chị vẫn là bà chủ của Đại Nam, chị vẫn là tổng giám đốc của khu du lịch Đại Nam, trường đua Đại Nam. Và hiện nay chị vẫn còn đủ sức khỏe, đủ bản lĩnh, đủ tiền để mà đi theo chiến đấu. Thế thì chị Nguyễn Phương Hằng đánh rất là giỏi về chiến lược. Chiến lược thứ nhất, muốn đánh thế lực lớn hơn mình thì phải nhổ tận gốc. Thế nhưng người ta lại chặt ngọn rồi đánh gốc. Nhưng mà chị Nguyễn Phương Hằng chơi rất hay. Cái việc chị Nguyễn Phương Hằng mà phải rêu rao và hạ uy tín của ông Võ Hoàng Yên, đấy là một chiến lược cực kỳ thông minh và giỏi. Tức là việc đầu tiên chị dùng truyền thông, và cái mà tôi khen chị Nguyễn Phương Hằng ở đây nữa là tại sao chị không họp báo báo chí. Chị đủ thừa sức mời các tờ báo, nhưng tại sao chị không mời báo chí mà chị gọi YouTuber? Thì chúng ta thừa biết rồi, để hội họp báo mà mời các cái phóng viên nhà báo đến để mà tất cả các trang đăng bài cho chị ấy, thì nó sẽ vướng về rất nhiều quy trình. Và các phóng viên chưa phải là các ông chủ các tờ báo, cho nên có khi viết xong rồi về đăng cũng không đúng, bởi vì sẽ còn phải qua kiểm duyệt biên tập. Và tôi cho rằng chị Hằng nói là rất nhanh trí, là chị đã sử dụng truyền thông bằng các cái YouTuber. Thứ nhất, chị cũng không phải biếu xén, không phải quỵ lụy, không phải xin phép. Và người ta không có những cái đòi hỏi giống như là các phóng viên của các tờ báo lớn. Mà chỉ cần là triệu tập một cái thì anh em YouTuber mà cứ có những cái sự vụ gì mà liên quan đến mà làm cho kênh của họ nổi lên, thì tôi nói xin lỗi các bạn, làm miễn phí luôn, bởi vì các bạn đã ăn tiền YouTube là chính. Chưa kể là chị Hằng chị còn cho thù lao nữa. Và từng đấy YouTuber đến livestream thường xuyên đã làm cho những cái thông tin mà chị muốn truyền tải đến công chúng ấy, đi một cách nhanh nhất. Và nếu như báo của Việt Nam nó chỉ nằm ở Việt Nam thôi, nhưng mà trên kênh YouTube và qua các YouTuber nổi tiếng thì thông tin của chị đã chuyển toàn cầu, bởi vì cái chi nhánh chân rết của ông Võ Hoàng Yên là trên toàn thế giới, rất nhiều nước. Chị Hằng đi cái đòn này tôi thấy là quá hay, tuyệt vời, tôi khâm phục từ đấy đấy. Giỏi tôi mới khâm phục, tôi mới theo. Nhưng còn nếu mà cứ cãi nhau, giàu mà không giỏi, mà giàu theo cái dạng là chồng giàu cho tiền, tôi thật xin lỗi, tôi không nói chuyện đâu. Tôi phục, và giờ này tôi phục Nguyễn Phương Hằng. Nguyễn Phương Hằng là một người đại tài, chiến lược cực kỳ giỏi, và chị đã đánh đúng. Việc đầu tiên là chị đánh phải hạ uy tín đối thủ, bởi vì nếu như không hạ uy tín, không làm cho uy tín nó tụt vòi lại thì nó vẫn chiến đấu được, nó vẫn còn có nguồn nó thu, và còn nguồn thu mạnh về kinh tế thì vẫn có thể là đánh nhau còn lâu. Cái triệt đầu tiên là triệt về uy tín, triệt về truyền thông thì chị Hằng chị làm rất tốt. Và uy tín của ông Võ Hoàng Yên mất ngay sau khi mang tiếng là lừa. Nhưng mà chị Hằng sẽ có rất nhiều bài học sau cuộc chiến này, và chị nói rằng là chị không tin ai nữa. Tôi cho rằng cái đấy là đúng, bởi vì sao? Chị phải nói, nếu chị không phải là con đại bàng giờ chị bị giết lâu rồi. Cái thứ nhất là cái vũ khí viên đạn bắn đầu tiên mà ông Võ Hoàng Yên bắn ra, đấy là mấy cái video mà chị gọi điện chị khóc lóc đấy. Thì chị đang từ một cái chỗ mà đang rất là mạnh mẽ, và đến cái chuyện tình cảm cái tự dưng chị trùng hẳn lại. Bởi vì sao? Cái người phụ nữ mà khi người ta đã yêu mà yêu lầm người, mà nhất là yêu phải mấy ông thầy tu ấy, thì nó khổ kinh khủng. Tôi có mấy người bạn mà sao lại đi yêu, làm sao mà ông thầy tu có những cái sức hấp dẫn gì mấy ông trụ trì, mà kể cả đại gia. Tôi có chị bạn đại gia một cả cái salon ô tô cũng cứ đi mê cái ông trụ trì chùa, mà khổ thế chứ đấy. Người ta tu ấy là người ta có thể là không cần tiền, không cần tình, dứt cả tình gia đình người ta lên chùa, thì làm gì có những cái mà người ta dây dứt lương tâm, không có. Mà yêu người ta ấy, thì chỉ có là đúng là chỉ từ chết tới bị thương thôi, bởi vì cái tư tưởng của người ta đi theo tu là người ta không thiết cái gì, người ta có thể dứt hết, dứt cả gia đình, dứt cả xã hội, tụng kinh gõ mõ. Nhưng mà lại nửa tu nửa đời thì đấy là khổ cho những người mà không hiểu biết, mà lỡ thương cái người mà mang cái việc mà tu, nó gọi là tu, nó không hẳn ra tu, nó cứ nửa tu nửa đời là khổ lắm. Nhưng tôi phải chúc mừng chị Nguyễn Phương Hằng là cái này là rời cứu chị. Nếu không cứ trận ông Võ Hoàng Yên ông ấy quay mặt như thế này, chị bi lụy mãi, chị còn khổ suốt đời luôn. Cho nên trời thương cứu chị, dứt thứ nhất là dứt ra được cái nợ trần gian, đó là chị tỉnh. Thì
khi chuyển he ra thì ông Võ Hoàng Yên đã cầm của chị quá nhiều tiền. Thì cái việc thứ hai chị Hằng, chị phải triệt đối thủ này. Muốn đánh đối thủ phải thắng, muốn thắng phải triệt. Triệt cái gì? Triệt về truyền thông để cho tất cả mọi người đều biết. Triệt về uy tín là tất cả những điều xấu xa nhất. Lừa đảo là người ta tránh xa. Thì cái đấy chị đã làm quá tốt rồi. Nhưng cái triệt nữa về về đối thủ để cho nó có thể là suy yếu nhanh nhất, đó là triệt kinh tế. Thì cái việc chị Hằng phải đòi tiền, đòi chuông, đòi tất cả những cái gì thuộc về kinh tế, đấy là một chiến lược đánh địch. Và tôi cho rằng chị Hằng chị đã làm rất tốt cái điều này, bất chấp luôn kể cả mang tiếng là chia tay đòi quà hoặc là đòi chuông chùa, đòi tất cả. Nhưng nếu không suy yếu về kinh tế thì địch nó vẫn đánh lại mình, là mình sẽ khó thắng. Thì trong trận chiến này, đến giờ phút này chị Hằng đã làm rất tốt về chiến lược của chị, phải nói là chuẩn xác nhất trong cái việc mà gọi là đánh hạ gục đối thủ. Và đến giờ này tôi nhận thấy rằng chị Hằng đã chiến thắng. Chị Hằng đã chiến thắng. Thứ nhất, chị đã hạ gục đối thủ về truyền thông là lan tỏa toàn cầu. Về uy tín là ông Võ Nghiên giờ không còn cái uy tín gì nữa rồi. Tôi đố ông còn dám đi bấm đi bóp được cho ai mà lấy tiền, chứ đừng nói là còn có thể là phát triển được thêm một thời gian nào nữa. Tóm lại là giờ này là cái gốc rễ của Võ Hoàng Yên đã được chị Nguyễn Phương Hằng chị nhổ xong về trên đời sống, còn chờ pháp luật nữa thôi. Thế thì bây giờ sau khi uy tín đã mất, truyền thông đã lan tỏa và kinh tế suy yếu, không còn, tức là đã bắt đầu lúc đấy bị rúng động rồi mà, thì tôi xin lỗi các bạn, chứ chị Hằng chị đưa ra tòa mấy hồi. Nhưng trước khi đưa ra tòa mà không làm cho nó suy yếu, nó đánh tay đôi mình chạy một, nó lại chạy gấp đôi, thì nói thật với bạn là sẽ tốn nhiều đạn. Và bây giờ chị Hằng chị đánh đến giờ phút này, tôi thấy rằng đúng, xong chị anh hùng là đúng đấy. Bởi vì là đánh cho đất nước để cứu đất nước, nhưng mà bây giờ đánh địch để cứu mình ấy. Nếu mình không sống được thì đừng nói đến ai. Thứ nhất, các bạn đi máy bay các bạn thấy ấy, nếu như trên máy bay có sự cố mà cái bình giữ khí hạ xuống thì các bạn hãy đeo cho mình trước rồi mới trợ lý cho bé sau ấy. Thì bây giờ phải cứu mình trước, mình có vững mình mới giúp được cho ai. Cho nên chị Nguyễn Phương Hằng chị tự cứu chị trong cái trận chiến vừa rồi. Bởi vì chỉ có chị mới biết được rằng cái thế lực mà chị đang chiến đấu nó mạnh tới cỡ nào. Như vậy tôi phân tích. Một là chị ấy đánh về truyền thông để lan tỏa. Hai, đánh về uy tín bằng truyền thông để uy tín mất. Và cái thứ ba, chị đánh về kinh tế. Như vậy, ông Võ Hoàng Yên bây giờ không lên tiếng, không ở đâu, không ai biết ông ở đâu, là các bạn đã biết là bây giờ là coi như giống như là tướng được Catri đã chui vào hầm rồi. Chỉ chờ là treo cờ trắng nữa thôi. Như vậy rõ ràng tại thời điểm này cuộc chiến chị Hằng chị đã chiến thắng 50% rồi. Và tất cả những cái gì chị muốn giấu để quá khứ cho mình lừng lẫy thì giờ này đã bị bêu diếu không còn gì nữa rồi. Bao nhiêu chồng, bao nhiêu con, bao nhiêu mối tình, rồi tất cả những cái gì mà mọi người muốn để cho chị xấu hơn bây giờ ấy, cũng đã tung ra hết rồi. Nhưng mà những cái thứ đó ấy, cũng chị cũng không không có một cái gì gọi là làm ảnh hưởng đến cái bản lĩnh của chị nữa. Và giờ này có tung thế chứ tung nữa thì Nguyễn Phương Hằng cũng vẫn là Nguyễn Phương Hằng của hiện tại. Thế tôi nghĩ là bây giờ chỉ còn có một cái vấn đề ở đây nữa, gì? Để giảm cái cơn thịnh nộ, và khi chị đã chiến thắng rồi chị còn chửi tiếp. Muốn chị không chửi nữa. Đúng, bây giờ chị đang như là một cái nồi nước sôi sùng sục này. Thì chúng ta phải dùng binh pháp tôn tử 36 kế sách. Các bạn có biết cái kế sách trong binh pháp tôn tử để mà giảm nhiệt đi là cái binh pháp rút củi đáy nồi. Nếu như các bạn làm kinh tế thì các bạn phải tận dụng 36 binh pháp của tôn tử. Thì tại thời điểm này phải rút củi đáy nồi, làm cho chị, muốn làm cho chị hạ nhiệt đi. Thì chúng ta, những cái người truyền thông này, ví dụ như kênh của Mi Chu Phạm Ngà này, kênh của anh Tiến Dũng, anh Quang, anh Dũng ấy, rồi là bên chị Huỳnh Ngọc Thiên Hương ấy, các bạn đừng đổ xăng vào lửa và đổ dầu vào bếp nữa. Đừng đổ dầu vào lửa nữa. Bởi vì chị Hằng chị đang như một cái lò lửa. Các bạn không khác thì những chai dầu đổ vào nó càng bùng to. Thế muốn cho chị Hằng chị dẹp đi, chị đừng chửi tiếp, chị đừng lồng lộn lên tiếp. Để làm gì? Không phải vì chúng ta sợ. Sợ hay không bây giờ cũng rõ ràng rồi. Người chiến thắng vẫn luôn luôn là người anh dũng. Và kẻ nào thất bại kẻ đấy phải sợ, chứ không bao giờ có chuyện người chiến thắng phải sợ. Thì chị Hằng tôi chắc chắn giờ này chị không sợ ai. Chính vì vậy chúng ta đừng đổ dầu vào lửa nữa. Và tôi cũng mong các bạn là hiểu một điều rằng các bạn có nói thế, có chê trách nữa, có nói gì đi chăng nữa cũng không làm cho chị Hằng chị hạ nhiệt được.
mà chỉ còn cách là gì? Cái lò lửa của chị đang cháy thì các bạn đừng đổ dầu vào lửa nữa, tức là các bạn đừng có té dầu vào nữa, là đừng đừng lên án, đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng bêu diếu, đừng đưa ra những bằng chứng nhằm cho chị ý bị xấu đi, nhằm cho chị ý bị mất uy tín đi. Cái đấy không giải quyết được. Mà bây giờ chị càng thắng rồi thì các bạn biết chị sẽ chửi bất chấp luôn. Ai chị cũng sẽ chửi. Và cái cơn cuồng nộ này sẽ không dừng lại. Muốn cho chị Hằng đừng chửi nữa, chúng ta hãy dùng cái binh pháp tôn tử của tôi muốn nói đến, đấy là rút củi đáy nồi. Tức là các bạn phải không những phải đừng đổ xăng vào lửa nữa, mà các bạn phải giảm nhiệt đi, phải rút củi dưới đáy nồi ra cho cái nồi nước nó không sôi nữa thì nó sẽ nguội dần và mọi việc nó sẽ trở nên êm đẹp. Để mục đích gì? Các bạn biết đấy, lẽ phải thuộc về người làm phải. Hiện tại chị Nguyễn Phương Hằng, chị vẫn luôn luôn chị công bố là vợ chồng chị là những người mà yêu dân yêu nước, và vợ chồng chị là một cái người mà làm từ thiện. Khó khăn trong kinh doanh, phải thế chấp, phải vay ngân hàng, rồi phải đầu đuôi xuôi ngược, đấy là tình hình chung của tất cả các doanh nghiệp. Nợ ngân hàng đối với các doanh nghiệp lớn thì làm lớn thì nợ nhiều, làm ít thì nợ ít. Kể cả anh Phạm Nhật Vượng cũng vẫn nợ ngân hàng, chứ không phải riêng gì là chị Nguyễn Phương Hằng. Cho nên cái việc mà chị Nguyễn Phương Hằng có thế chấp để vay ngân hàng cho một doanh nghiệp lớn và cho những cái dự án lớn như thế, tôi cho là cái chuyện bình thường, chả có gì xấu cả. Thế còn nếu như có trốn thuế hay không thì cái đấy thuộc về kiểm toán, thuộc về bên cơ quan thuế. Thì bên chị Hằng chị sẽ có những cái hệ thống tài chính kế toán, người ta sẽ phải làm theo đúng luật và người ta sẽ phải cân đối cái bảng cân đối kế toán, rồi hồ sơ chứng từ đầu ra đầu vào của chị là chị sẽ phải làm chuyên nghiệp. Tôi nói thật, một cái tập đoàn lớn như thế phải rất chuyên nghiệp. Cho nên cái đấy thì chúng ta có tố cáo hay không thì nó cũng phải là con số giấy trắng mực đen. Trốn thuế hay không là do cơ quan thuế quyết luận, công an không kết luận được. Và truy tố về cái vấn đề trốn thuế thì phải là cơ quan thuế đưa ra con số và đưa sang cơ quan công an, rồi bắt đầu đưa sang bên viện kiểm sát, rồi là bao nhiêu những cái chứng cứ vạch ra, rồi bắt đầu mới có thể kết luận được cái tội trốn thuế đưa đi tù. Thì cái đấy cũng không phải thuộc cái quyền mà chúng ta có thể nói vào được. Cái việc tiếp theo nữa là nói về cái chị Ma Sơ Vui Vẻ. Cũng rất may là chị Hằng chuyến này chị thắng cũng là ý trời, và chị là một con người mà gặp may. Thì tôi cho rằng đấy là cái phước của chị, và cũng nếu như vậy thì ngày hôm nay tôi đánh giá là chị Hằng chị là con người có tu tâm tích đức đấy. Chị có tu tâm tích đức thì chị mới được cứu trận vừa rồi, chứ nếu không trận vừa rồi cuồng phong như thế có lẽ chị bị nhấn chìm bởi rất nhiều thế lực. Nhưng mà chị là một con người mạnh mẽ, tôi đánh giá chị Hằng là một con đại bàng, và con đại bàng đã bay trên bão tố, vượt những cái cơn phong ba để mà thoát ra được cái cơn bão. Và bây giờ tôi cho rằng chị Hằng chị đã vượt lên trên bão tố rồi, và chị đã tung cánh trên bầu trời bão không tới được nữa. Và tôi khẳng định chị Hằng là một con đại bàng, một nữ tướng, đúng là một nữ tướng đấy. Bởi vì nếu như không phải là con đại bàng đạp lên phong ba bão tố thì sẽ bị bão tố nhấn chìm. Và giờ này khẳng định với các bạn là chị Nguyễn Phương Hằng không sợ bất cứ một điều gì nữa. Nhưng để cho chị Nguyễn Phương Hằng không hàng ngày live stream, không ai bị chửi nữa, không ai bị mạt sát, không ai bị bới móc đời tư nữa, thì chúng ta phải nhớ một điều là cái phía mà bên tạp chị Hằng ấy, là nhớ một điều cho tôi là hòn đất ném đi nhé, là hòn chì chị ném lại đấy. Chúng ta ném vào mặt chị hòn đất thôi, nhưng chị ném lại là hòn chì, bởi vì chị đủ lực chị ném như thế. Cho nên các cụ có câu rồi, hòn đất ném đi thì hòn chì ném lại. Cho nên đừng đưa ra bất cứ một cái gì nữa không đủ mạnh để mà đánh chị nữa rồi. Đừng đánh nữa. Càng đánh bao nhiêu chúng ta càng đau bấy nhiêu thôi. Tất cả những người nào dây vào đều bị bêu díu đời tư, và không chừng là chân ai cũng lấm bùn, mà chị mà vạch ra rồi là thân bại danh liệt. Thì tốt nhất là chúng ta biết địch biết ta là trăm trận trăm thắng, không đối đầu với chị Nguyễn Phương Hằng nữa, là đấy là một kế sách tốt nhất. Và lúc này các bạn nhớ cho tôi, không dùng cái kế rút củi đáy nồi lên là sẽ còn rất nhiều người thân bại danh liệt nữa đấy. Bởi vì tôi có một cái clip mà tôi nói chị Ma Sơ đừng chửi nữa, nhưng mà tôi nói thật là không phải chị Ma Sơ chị chửi một mình đâu, mà còn rất nhiều người đằng sau muốn chị chửi dùng tiếng nói nữa. Trên một tiếng nói của tôi nhiều người ủng hộ, nhưng cũng nhiều người đã chửi tôi rồi, nhưng tôi cũng không sợ, bởi vì tôi biết chắc chắn rằng chị Nguyễn Phương Hằng là một người rất thông minh, rất giỏi. Và chị Nguyễn Thu Hương cũng là người rất thông minh, rất giỏi. Tôi nói đúng thì chị phải nghe. Nói tầm bậy tầm bạ mà không đúng, mà nói vớ nói vẩn thì chị chửi cho mất mặt. Nhưng tôi khẳng định với chị là tôi đối mặt với cả chị Nguyễn Thu Hương đố chị chửi tôi được. Bởi vì tôi cũng đủ lý lẽ để tôi chỉ ra rằng chị em mình phải cần làm gì để chúng mình
cùng đưa cái thiện nó lên. Và chúng mình phải làm gì để mà chúng ta có một cái sức mạnh. Chửi tôi là mất đi một sức mạnh, bởi vì tôi nói thật với các bạn là tôi cũng là một cái người mà lý luận sắc bén. Tôi đã từng là cố vấn cấp cao cho tập đoàn của em, tôi cũng rất lớn, cũng ngang ngửa với chàng. Cho nên là tôi nói thật là tôi là một trong những người đối nhân xử thế cực kỳ tốt. Tôi biết lúc nào tôi chùn, tôi biết lúc nào tôi tiến. Thế thì đến ngày hôm nay là các bạn dùng tôi, là ba cái kênh này, tôi xin các bạn đừng tạt thêm một thông tin gì nữa để nhằm mục đích là hạ uy tín chị Hằng. Bởi vì có hạ bây giờ cũng không xi nhê gì đâu, chị không sợ đâu, không sợ mất uy tín nữa rồi. Đó là em Mi Chu Phạm Ngà, chị rất yêu quý em, chị rất là ngưỡng mộ những kiến thức và những cái hiểu biết và những chứng cứ em đã có với chị Nguyễn Phương Hằng. Nhưng mà giống như là thuốc của chúng mình bị lờn rồi, thôi em cũng không nói nữa, để làm sao em giúp chị rút bớt một thanh củi ra cho hạ cái nhiệt của chị Hằng đi. Và cái thứ hai là anh Nam Quang Tiến Dũng, em cũng, em Lan cũng xin các anh là tất cả những cái điều các anh cũng chiến đấu cùng với xã hội vừa rồi khi mọi người chưa hiểu, em chưa hiểu, em cũng đứng về phía các anh đấy. Nhưng bây giờ em hiểu rồi thì em nghĩ là chúng mình nên ủng hộ chị Hằng. Thì em cũng xin các anh là không moi móc đời tư chị Hằng, mà cũng không phê phán, không chỉ trích và cũng không giễu cợt nữa. Bởi vì tất cả những cái lời nói của mình nói đến bây giờ đối với chị cũng không xi nhê gì nữa. Thì thôi chúng ta, em xin cái thanh củi của bên anh Nam Quang Tiến Dũng, anh cũng rút giùm em ra khỏi cái đáy nồi nó đang sôi sùng sục như thế. Và một cái kênh nữa là một cái thanh củi thứ ba, Lan cũng rất mong muốn chị Huỳnh Ngọc Thiên Hương, nếu như chị có nghe được cái video này của em thì chị Huỳnh Ngọc Thiên Hương cũng hãy thương nhân dân, thương tất cả mọi người, và chị cũng rút đút cái thanh củi của chị ra. Hôm nay Lan nói đến Lan rơn nước mắt. Chị hãy rút cái thanh củi của chị ra nữa để chị giảm nhiệt đi cho cái cơn thịnh nộ của chị Nguyễn Phương Hằng nó hạ xuống. Nếu muốn cho chị Nguyễn Phương Hằng không nổi cơn thịnh nộ tiếp và không nhiều người bị mới mắc đầu tư, không nhiều người bị đập tơi tả, không nhiều người thân bại danh liệt bởi cái trận cuồng phong này nữa, thì chúng ta phải rút củi đáy nồi. Thì chị Nguyễn Thiên Hương cũng không nên nói thêm một cái điều gì nữa. Đấy là em xin chị Nguyễn Thiên Hương như vậy. À, chị Huỳnh Ngọc Thiên Hương. Và khi mà không còn ai bêu diếu, không còn cái gì để cho chị Hằng chị nổi cơn thịnh nộ nữa, thì lúc đấy bắt đầu pháp lý vào cuộc. Bên anh Võ Hoàng Yên kiện được chị Nguyễn Phương Hằng cái gì, bắt đầu yếu rồi thì cũng cứ đi cái cửa nào mà nó nhẹ nhàng nhất để lên công đường nộp đơn. Trường ra bây giờ đánh nhau thì một thằng chết thằng què, thằng nào yếu thì chết, thằng nào mà mạnh thì không chết cũng bị thương, thì cũng không nên đối đầu nữa. Và bên ví dụ như là tất cả chị Huỳnh Ngọc Thiên Hương này, rồi là bên em Mi Chu Phạm Ngà có cái gì kiện tụng được phía chị Nguyễn Phương Hằng, thì lúc này chúng ta cũng bắt đầu là ra pháp luật, làm đơn làm tờ rõ ràng. Và lúc này chị Nguyễn Phương Hằng muốn kiện ông Võ Hoàng Yên cũng bắt đầu là chị nộp đơn. Tôi chắc chắn chị sẽ nộp đơn, bởi vì lúc này chị đã đánh xong rồi. Thứ nhất, chị đánh cho kinh tế suy yếu, chị đòi rồi là bao nhiêu tiền bạc. Nói thật với các bạn, mấy chục tỷ chuyển với chị cũng không mấy trăm tỷ chuyển với chị, giả với chị cũng không phải là ít đâu. Tại thời điểm Covid này có thể tài sản nhiều nhưng tiền mặt không nhiều đâu. Cho nên là phải trả bằng tiền mặt, bây giờ là ngân khố cũng cạn kiệt. Cái thứ hai, uy tín mất rồi, không thể nào phát triển được nữa. Và cái thứ tư là truyền thông cũng đã rêu rao khắp nơi rồi, không lọt được, trốn được vào cái nước nào nữa, mà chỉ có nằm yên thôi, đợi tòa xử, hồi hộp chờ xem là mình có cái kẽ hở nào lách được luật hay không, để thắng hay không thôi. Còn thắng thua, đợi đi tù hay không đi tù thì phải đợi pháp luật. Còn bây giờ về gọi là tay bo với nhau, là tôi cho rằng chị Nguyễn Phương Hằng chị đã hạ knock out tất cả các cái thế lực mà chị cho là đối thủ, mà làm cho chị có bị khó khăn trong việc đánh ông Võ Hoàng Yên, là chị đã giải quyết xong hết rồi. Thế thì ngày hôm nay tôi có ý kiến như vậy. Chốt lại, cái thứ nhất là chúng ta lại nốt lại là gì? Chị Nguyễn Phương Hằng bây giờ ấy là chị là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, một mình tao chiến hết, chị không cần bên văn nghệ sĩ cùng đồng hành nữa. Và nếu như giờ ai mà ngoi lên chị đập luôn là thân bại danh liệt, tan đàn xẻ nghé, thì tốt nhất anh chị em nghệ sĩ chúng ta cũng không lên tiếng làm gì nữa. Và bây giờ chỉ còn cách là gì? Tôi muốn nói đây để thời gian này chị không phải live stream, chị không phải đau khổ. Tôi khẳng định chị là ban ngày chị lên chị live stream chị nói mọi người, nhưng tối chắc chắn chị sẽ phải khóc thầm. Cái người anh hùng nó là như thế đấy. Tôi cũng đã từng như thế, bởi vì tôi đã đi qua cái thời gian như vậy. Tôi bây giờ tôi được như này là tôi tu là tôi buông bỏ hết, không tham, không sân, không si, không nóng tính nữa. Nhưng mà cái lửa trong tôi vẫn còn. Thì ngày hôm nay tôi phân tích cái vấn đề về nội tình chị Nguyễn Phương Hằng để giải quyết
Hôm nay có một bạn đã comment vào cái máy của tôi là mày giỏi ấy, mày ra mày giảm cái lửa này đi. Tôi không giảm được nhưng tôi đưa ra được kế sách để giảm. Nhưng các bạn, các anh chị phải hợp tác. Nếu các anh chị không hợp tác thì cuộc chiến này, trong cái lúc này chúng ta sẽ mất nhiều hơn được. Mất thứ nhất là chị Hằng, chị đang là một trong những cái người mà cũng làm từ thiện rất lớn, và chị đang hứa với nhà nước là chị hiến 100 tỷ cái này phải bán đất. Tôi cho rằng bán đất là chuyện không có gì là khó cả. Bên tôi là cả một cái đội ngũ sell đất cực kỳ giỏi. Nếu như bên Đại Nam mà không tự bán được mà cần phải bán đất thì cái giá nó là theo thị trường. Nhưng mà nếu mà giao cho bên tôi thì tôi khẳng định là mấy trăm lô đất của chị Hằng ở bên Bình Dương ấy thì tôi bán lâu nhất là 2 tháng là chúng tôi bán xong. Còn nếu như chị đã có những cái đội quân sale mà bán được rồi thì tôi nghĩ là cái chuyện mà bán đất không có gì là khó cả. Còn nợ ngân hàng người ta vẫn cho nợ, tài sản vẫn là của mình vẫn có quyền bán. Thế thì chốt lại, thứ nhất là khẳng định là chị Hằng bây giờ không đối thủ. Ai mà có nhảy lên thì cũng chỉ là châu chấu đá xe thôi, thì khúc què cũng bị thương. Tốt nhất là chúng ta biết được, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Không đánh được địch thì xin hàng, và không xin hàng thì chúng ta im lặng cầu hòa. Đó. Thì chúng ta cố gắng làm sao mà xử lý cho nó khéo léo. Nếu như chúng ta không xử lý khéo léo bằng chị Nguyễn Phương Hằng đã từng xử lý cho chị Chiến Thắng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thua, tôi khẳng định sẽ thua. Thua thứ nhất là gì? Thế lực mỏng manh, và nó không phải, ví dụ như bây giờ tiếng nói cộng đồng nó rất là quan trọng và tiếng nói của tập thể nó mới vững mạnh. Nhưng bây giờ nếu như đối với giới văn nghệ sĩ, vừa rồi chị Hoa Hạ vừa dính vào cũng dính chấu luôn chị Hồng Vân, bao nhiêu những cái đẹp đẽ uy tín của chị cũng bị đập tan luôn rồi, bên anh Hoài Linh cũng vậy. Thế bây giờ không ai dám đứng, mỗi người một cái câu nói lẻ tẻ thì chỉ là đổ thêm dầu vào lửa thôi. Cho nên là các bạn không có cùng một tiếng nói thì tốt nhất là không nên nói nữa. Nhưng tôi khẳng định rằng bên giới văn nghệ sĩ vẫn có những cái để lấy lại uy tín cho khán giả, cho lòng dân. Là bây giờ các anh các chị thì biết là nước mình đang cháy bỏng về cái vấn đề là chống Covid, thì chúng ta lại bắt đầu việc thiện nguyện thôi. Tất cả các anh các chị có uy tín, các anh các chị thiện nguyện đóng góp để cho chính phủ mình là mua vaccine. Chẳng hạn như là hôm nay anh Phạm Nhật Vượng đấy, anh ấy đã hiến mấy triệu liều vaccine cho Bộ Y tế. Và tôi có đọc ở trên báo đấy là anh có thông báo là Bộ Y tế mua bất cứ loại nào tốt nhất, bao nhiêu tiền là bên Vincom, bên tập đoàn Vingroup của anh ấy sẽ chuyển tiền. Chứ anh không ấn định là bao nhiêu tiền, tiền là theo cái nhu cầu mua của bên Bộ Y tế. Thế thì bây giờ chị Nguyễn Phương Hằng, mọi người hãy để cho chị tập trung vào để chị làm kinh tế, để chung tay góp sức cùng với đất nước cứu người. Bởi vì là bắt đầu Việt Nam mình ấy, rất là nhiều người chết rồi. Tôi rất lo sợ. Thực sự mà, đấy là tôi rất lo sợ và tôi thực sự rơi nước mắt, tôi lo lắm. Cuộc chiến này tôi rất đau lòng. Chúng ta đừng chống đối với những cái việc chị Nguyễn Phương Hằng làm nữa. Tức là bây giờ, thông tin từ Michu Phạm Ngà, chị xin em cũng dừng lại. Em đăng và em chỉ ngồi bên ngoài để nhận xét thôi, còn không đưa thêm chứng cứ gì nữa để mà gọi là chiến đấu bắn tỉa, không nên nữa. Thì chị xin em Phạm Ngà, chị rất cảm ơn em, rất là ngưỡng mộ và yêu quý em. Em thương nhân dân, em đừng đưa thêm bất cứ một thông tin gì nữa. Bên anh Nam Quang Tiến Dũng, em Lan cũng xin các anh hãy vì nhân dân trọng nước đang chiến đấu với dịch Covid này, các anh cũng giúp dùm em bớt một thanh củi nữa cho nó hạ cái nhiệt chiến đấu đi. Và bên chị Huỳnh Ngọc Thiên Hương cũng vậy, chị đừng chiến đấu nữa. Chị nói rằng là chị sẽ chiến đấu cho bao giờ mà Nguyễn Phương Hằng không chửi nữa thì thôi. Thì Nguyễn Phương Hằng chỉ không chửi khi các chị không lên tiếng, còn các chị còn lên tiếng Nguyễn Phương Hằng còn chửi. Đấy là Lan khẳng định là như vậy. Chị Phương Hằng chỉ bây giờ chị không còn gì để mất nữa, cho nên bảo chị tự ngừng chửi là không bao giờ đâu. Chỉ có khi chúng ta không chửi nữa, chị chửi mình, chị chả có ai để chửi nữa, chị mới dừng thôi. Đó, cái bài toán nó là như vậy. À quên mất, ngày hôm nay ấy, là cuối cùng ấy thì cho Lan được gửi cái lời chúc mừng đến kênh Ma Sơ Vui Vẻ. Tức là chiều hôm qua thì Lan có thấy cái thông tin bạn ấy khoe là cái kênh của bạn ấy đã đạt 100.000 sub. Tức là bạn ấy đã đạt đến nút bạc. Thì chị Lan cũng gửi lời chúc mừng đến em Nguyễn Thị Thu Hương, chủ của kênh YouTube Ma Sơ Vui Vẻ. Chúc em sớm treo cái nút bạc ở trong phòng làm việc của em.
Chị Lan chúc em vui luôn vui vẻ mạnh khỏe và tiếng nói của em sẽ cùng đồng hành với những cái việc thiện của đất nước Việt Nam mình. Bây giờ thì tôi nói cũng dài rồi, xin tạm dừng video này đây. Rất mong là các bạn thông cảm, đấy là ý kiến của cá nhân tôi. Còn các bạn nếu thấy đúng thì các bạn lan tỏa dùm tôi để cho mỗi người cùng lắng nghe để mà thực hiện những cái gì tốt nhất cho cái cuộc chiến này nó êm dịu đi. Cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và các gia đình mạnh khỏe, bình an trong cái dịch Covid này. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã nghe hết video này của tôi. Bye bye.